Em tên là gì? Em tên Mai ạ. Sinh năm bao nhiêu? 24 ạ. 24 ạ. Kiểu, kiểu gì? Đại loại là về tình trạng hôn nhân độc thân bao lâu rồi? 2 tháng. Đéo tin. Chắc chắn có người yêu cũ chưa? Quên rồi. Không. Thật. Rõ ràng với bạn này không? Em chưa biết. Cậu có cho tôi làm gì không? Chú papi mùi nhẹ nhớ. Làm mờ thôi không nhớ mẹ thì biết. Làm mờ thôi không nhớ mẹ thì biết. À trời ơi. Oh my god. Vào đi em. Chú papi mùi nhẹ nhớ. 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 Toàn vết dãi chứ ra vết gì? Lâu gì hả? Đây. Đây, mọi người thấy vết không? Đừng bảo không thấy, tôi thấy rõ. Thật ra đúng là mối quan hệ mập mờ cho nên cái vết nó cũng mờ, nhưng mà thôi, anh đánh giá là cũng có vết rồi. Rồi, vừa lúc nãy là đội nhà giai đã tặng cho mình một cái vết gọi là dấu ấn trên cổ này, thì bây giờ mình phải tặng lại một vết son trên má, đúng không? Được rồi Mai, bây giờ là sự chủ động của em. Bắt đầu đi em. 3, 2, 1, bắt đầu. Đôi đường phố cùng với Vi Hoàng và SB Entertainment. Và các ông có nhận ra em này là ai không? Hả? Em đừng nghiện nữa. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tạm cũng là đem đi để bắn. Vui à? Vui quá. Vui mà. Ông làm sao ấy? Ông bỏ cái khẩu trang ra được không? Vâng, đây. Hình như là muội. Phòng chống dịch đấy mọi người. An toàn là trên hết. Đây, hình như mỗi lần là em gặp anh ấy, em đều đeo kính râm đúng không? Bài, đàn gái đây. Vẫn là bài đúng không? Đây, các ông ạ, đây chính là những bạn nào mà xem số SB đã qua. Thì bạn này chính là anh trai mưa của một bạn 2K3. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Sao về nhà có làm anh trai mưa thật đâu. Và hôm nay, em mặc áo xanh. Cho nên anh sẽ ghép cho em một bạn khác. Đó chính là bạn áo hồng. Răng. Bạn đây là bạn nữ của chúng tôi. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy ai có bộ ngực đẹp thế này cả. Lần đầu tiên gặp nhau tâm hồn nổi năng. Em thấy hơi giật mình. Anh cũng hoảng quá. Anh không nghĩ nó vừa nó mặc cái áo khoác ấy, bây giờ nó cởi ra phát anh bất ngờ. Ôi trời. Nó ở cái tập. Lần đầu tiên gặp nhau giới thiệu một chút nào. Em tên là gì? Em tên Mai ạ. Sinh năm bao nhiêu? 24 ạ. 24 ạ. Đại loại là về tình trạng hôn nhân độc thân bao lâu rồi? 2 tháng. Đéo tin. Chắc chắn có người yêu cũ chưa? Quên rồi. Không. Thật. Rõ ràng với bạn này không? Em chưa biết. Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi. Yêu em hết thân này. Yêu em chẳng biết gì. Em chưa biết. Thế bạn này thế nào? Nhìn hơi lạnh. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Đây chỉ là cứ vẻ bề ngoài thôi. Người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước chân. Thật ra thì anh tiết lộ cho em nhé. Bạn này bạn đã từng ghép đôi. Nhưng mà bạn ấy đã từng bị gọi là coi là anh trai mưa. Không biết là ở ngoài thì em có nhiều anh trai mưa không? Em không. Không hả? Đấy, an toàn rồi đấy. An toàn rồi đúng không? Rồi bây giờ đến lượt em giới thiệu, bạn ấy chưa biết gì về em. Mình ạ, chào bạn, mình tên là Lâm. Mình sinh năm 2002. Như mình đã nói trước thì xét về thân thể thì đấy, 2002, còn về trái tim thì gặp cậu tớ mới được sinh ra. Vẫn là cái văn đấy ông ấy, ông đổi văn đi. Ông quên là lần trước ông vẫn dùng cái văn đấy à? Anh phải từ từ, mọi thứ nó phải là đi từ cũ mới, nó mới theo trình tự. Ok, chúng một câu khác. Đấy là hôm nay anh mặc áo xanh, không ai mặc áo đỏ. Áo xanh là cỏ, em là con bò. Vãi cả đái. À, mà bò thì lại phải gặm cỏ đúng không? Em mời vào gặm luôn. Gặm không? Có gặm không? Em nghĩ là không. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Thật ra này, anh sẽ tiết lộ cho em nghe. Bò thì phải ăn cỏ. Nhưng con bò ấy thì nó có hai cái sừng. Nhưng con bò thì nó có hai cái sừng. Được rồi, bây giờ lần đầu gặp nhau, đeo cái gì đây anh xem nào. Gì? Khủng long xanh à? Này, em tưởng hả mã. Con này con khủng long xanh, ê, có cái bài khủng long, tình yêu khủng long đúng không? Hát
hát thử câu em. Sâu thẳm trong trái tim em, một chút chút xíu cũng lầm. Anh nói anh biết sao đơn, một em cũng sẽ dám đơn. Ok, bây giờ lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta thả thính nhau một chút nhá. Vừa lúc ấy Lâm đã thả thính không? Bây giờ Mai thả thính Lâm một câu. Tính em vốn dĩ thật thà, một là tất cả, hai là bỏ qua. Thế tức là một là ông là tất cả của tôi đấy, còn không là ông cút. Vất tâm là như thế đây. Tôi đi kiếm đôi được khác đúng không? Trời, anh quá hiểu em rồi. Được, nói chung là tôi diệt. Rồi, bây giờ là thính nhau rồi. Em có muốn nói hay là đặt câu hỏi cho đối phương không? Đặt câu hỏi à? Ông nhà ở đâu? Em ở Bến Phải. Ở Bến Phải. Rồi, em có muốn đặt câu hỏi gì cho đối phương không? Tại sao anh cứ đeo kính râm mãi? Hài hước gì mà? Anh à? Để mà giải thích thì nó hơi dài dòng. Nhưng mà thôi, em hỏi thì anh cũng trả lời. Anh đeo kính râm là để anh tránh cái ánh mắt hút hồn của em đấy. Nó ở cái tầm ui dồi ôi, tôi thuộc cái văn này rồi. Nhưng mà tôi không sao, đôi này vẫn đang yêu, vẫn hợp nhau mà, nhìn đúng không? Hai bạn ấy đứng thử cạnh nhau xem nào. Anh đứng thử đây xem nào. Đấy, được rồi. Ông ơi, ông hơi lợi dụng con nhà người ta đấy. Lần đầu tiên gặp lại ông ôm eo là như nào? Hư. Lươn lẹo. Đúng. Ừ, đây đứng cạnh ngồi, đứng cạnh, đứng vào. Đấy, thử dựa vào vai em nào. Dựa vào vai. Đấy. Vẫn là cái dáng đấy các ông ạ. Rồi, nghe thử tim bạn nam đập xem như nào. Có đập mạnh không? Có. Mạnh lắm à? Bạn ấy hồi hộp vì yêu em đấy. Đúng không? Thế bây giờ bên ngược lại đi. Ông nghe lại tim. Nghe lại. Đây này, em giải thích lý do này. Tim đập nhanh là đang xôn xao để cho em chuyển vào đấy. Sợ quá, cái ông này ơi, xến vãi. Thế em có cho bạn nam nghe thử tim em đập không? Không. Không thì đứng luôn vào đây. Chúng mình chơi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Vừa qua Tết đúng không? Các bạn có nhiêu tiền lì xì không? Em á, em vừa. Thế có ai còn thở không? Còn thở con gỡ anh. Quá chuẩn luôn. Còn thở là con gỡ đúng không? Đúng. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi lại mang bộ bài này ra đây cho các ông ạ. Hôm nay tôi cảm thấy rằng hai bạn này đã từng ra đảo đúng không? Cho nên là con thở là con gỡ. Bây giờ mình sẽ chơi bộ môn 3 cây. Bạn nam tráo bài lên giúp anh 3 lần. Chuyên nghiệp á? Rồi. Đấy, chuyên nghiệp á? Bạn nữ bốc 3 cây. 1, 2, 3. Và bạn nào có số điểm nhỏ hơn thì bạn đấy sẽ bị phạt. Chúng ta chơi 3 vòng nhá. Rồi, đúng rồi, em lấy 3 cây. Rồi, 1, 2, 3, xin mời giơ kết quả. Giơ vào màn hình nhá. Rồi, bạn nữ được 8 này. Nặng đi. Ôi. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Rồi ôi các ông ạ, 1 2 3 giờ ra này. 3 2 1 bắt đầu. 8 như tịt. 8 như tịt, 8 này. 8 như tịt, 8 này. Có rô, 8 ăn cụ các ông ạ. Em có tiền rồi đấy. Người ta bảo rồi, đen tình, đen bạc, đen cả da. Tiêu thịt tim thịt thề với các bạn. Rồi, trả 3 lần nhá. Rồi bạn nam bốc 3 lần cho anh nhá. Cậu cáo hình như chơi kinh tế. Sư phụ. À, bốc à? Đúng, sư phụ không làm anh thất vọng đâu. Sư phụ bị bệnh nghề nghiệp. Rồi, ông bốc cũng phải bốc này thôi. Đầu giữa đuôi đúng không? 1, 2, 3, nặn. Ôi, rồi em mấy giơ ra nào mọi người. Em 4, bạn này 8. Rồi, ok, như vậy là một đều. Bây giờ là phát cuối cùng đây này. Phát này phát cuối cùng đây này. Chào giúp anh, và rồi đưa bài cho anh nhá. Rồi, 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 rồi. Các bạn giúp cho anh 3 quân. Ok, rồi. Xin mời. Ui giời, cái gì đã có cái chân trống. An toàn đấy, an toàn của tí rô là an toàn. Toàn sụp. Xin mời, mở. Ủa sao đúng rồi, anh nhìn nói em chỉ có 2 thôi. Tỷ số bây giờ là 2-1 và bạn nữ bị phạt. Đúng không? Phạt chứ, nhưng mà
anh xin lỗi, đây là MC phạt chứ anh không phải bad boy. Anh là bò bò boy. Người cha này ta là ghê. Tôi làm mình bối rối. Rồi, bây giờ là hình phạt nhở, cho em xin cái búa nào. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Rồi, ok. Bây giờ em sẽ được đánh vào 3 điểm trên cơ thể của bạn nữ. 2 điểm, anh quên mất, bạn ấy chỉ thua 2 ván thôi. 2 ván. Ôi trời ơi. Má trời ơi. Mà anh sẽ là người chỉ thị. Em vừa bảo là MC là người ra luật. Em là bầu boy mà, em không phải là bad boy mà. Rồi, phát đầu tiên. Bóng bầu dục. Đứng ở đây em. Đứng ở đây, bóng bầu dục đây. 1 2 3. Không nhắm vào đầu đúng không? Em làm sao đấy? Anh tưởng bóng bầu dục là ở mông. Mông của em ở đây à? Em đầu với trái óc em nghĩ cái gì đấy? Vừa và vẩn em chơi linh tinh quá. Ông ấy ông cơ hội quá. Tôi lại chẳng nghĩ cái đấy nhưng mà ông ấy cứ nghĩ thế cơ. Ê, rút kinh nghiệm lần trước người ta bảo tranh thủ hơn là cao thủ ấy. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi ok, tiếp theo. Chỗ tiếp theo nào? Em bảo chỗ dã chày ở chỗ nào? Ờ, em vừa bảo anh chả biết chỗ đây chỗ nào à? Lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi giết mình đúng không? Làm đi, tìm chỗ dã chày đi, anh không biết chỗ dã chày chỗ nào đâu. Em bảo anh bảo anh nói thật, em biết Subin Hoàng Sơn không? Em biết. Đấy, em biết bài phía sau một cô gái không? Nên lăn lối bước về sau để thấy em rõ hơn. À, ô tôi hiểu rồi, đây em đứng ở đây, đứng ở đây, đây quay lưng lại, đấy đúng rồi, phía sau một cô gái, phiên bản dã chày Lâm Lừa official 3 2 1 bắt đầu. Đúng là con trai của ta. Lừa rồi. À, được, ông nào cú ấy, ông nào cú lật được đấy. Đấy nhá, bắt một đống người nhá. Hay, hợp lý, hợp lý. Đấy, đấy là các ông nghĩ linh tinh thôi, chứ còn anh em chúng tôi nghĩ chỗ dã chày là đằng sau lưng này này. Mỏi lưng thì phải đấm lưng. Thông thoáng. Được, hợp lý, hợp lý. Tôi thích ông rồi đấy. Rồi, bây giờ em sẽ có một hình phạt dành cho bạn Nam. Vì bạn ấy thua em một nước, đúng không? Vừa quay nó đập vào khủng long ba đầu của em đúng không? Em nhìn xem ở trên chỗ cơ thể của nó có chỗ nào nó ngẩng đầu lên được không? Bạn chết thì phải em là đầu con. Đánh luôn vào chim cánh cụt, đúng rồi, chim cánh cụt mà. Anh ơi, đánh thế. Cụt đấy. Cụt cũng đánh, anh là người ra luật. Phập đi em. 3 2 1 bắt đầu. Cái gì đấy? Nội thương đúng không? Nội thương đúng không? Ok, vừa rồi thì các bạn đã tham gia một thử thách rất là đặc biệt. Lần trước tôi nhớ là Lâm chơi thể lực thì em có xem tập trước không? Có. Em biết là thể lực là tập chống đẩy và cho bạn nữ kia ngồi lên và y như rằng kết quả là Lâm sập luôn đúng không? Hôm nay anh sẽ cho em nhẹ nhàng hơn để em có một cái kết quả tốt hơn đúng không? Thôi mình bế thôi. Em bế bạn ý như kiểu bế em bé lên giường ấy. Rồi, xin mời. Lên đi em, lên tay đi em. Em phải tự tin vào người yêu em tương lai. Người yêu tương lai của em. Run vì chân trụ không vững. Chân giữa trụ không vững đúng không? Tôi thất vọng với ông, sao ông bế mà ông cũng không bế được là như nào đấy? Thật ra thì phải thú thật mọi người, tôi có 3 cái chân. Một cái chân phải, một cái chân trái và một tấm chân tình dành cho em. Ok. Nhưng mà em ơi, bây giờ lần bạn Lâm bạn ấy không bế được em rồi, em có thể cho bạn ấy một thử thách khác được không? Anh nghĩ em nghĩ được. Em nhường quyền cho anh đúng không? Không, anh thích cái này phải là dành cho Mai, thử thách dành cho Mai. Đố Mai tạo được một vết hickey trên cổ Lâm ấy. Mình đồng da sắt. Mình đồng da sắt. Anh đố em tạo được hickey trên cổ Lâm ấy. Chết rồi. Em làm được. Anh tin em. Tin chứ. Tin tất nếu là được. Rồi ok, một vết hickey nhá. Ây giời ơi, đây là cặp đôi và tôi rất rất là ấn tượng này này. 3, 2, 1,
bắt đầu. Nhưng mà cho em hỏi trước. Cậu có cho tớ làm không? Chú papi mua nhà nhớ. Làm mờ thôi không bố mẹ tớ biết. Làm mờ thôi không bố mẹ tớ biết. À trời ơi. Oh my god. Vào đi em. Chú papi mua nhà nhớ. Bắt đầu. Toàn vết dãi chứ ta vết gì? Lâu gì hả? Đây. Đây, mọi người thấy vết không? Đừng bảo không thấy, tôi thấy rõ. Thật ra đúng là mối quan hệ mập mờ cho nên cái vết nó cũng mờ, nhưng mà thôi, anh đánh giá là cũng có vết rồi. Rồi, vừa lúc nãy là đội nhà giai đã tặng cho mình một cái vết gọi là dấu ấn trên cổ này, thì bây giờ mình phải tặng lại một vết son trên má, đúng không? Được rồi Mai, bây giờ là sự chủ động của em. Bắt đầu đi em. 3, 2, 1, bắt đầu. Only you. Trời ơi, ngọt ngào thế. Sao đây thế em? Hết nước chấm. Hết nước chấm là gì? Chấm hết. À, tức là tê rồi đúng không? Nói chung là bây giờ là các bạn sẽ có 10 giây để có đồng ý đưa nhau xa hơn trong mối quan hệ này hay không. Chúng ta đang là người lạ và ngày hôm nay Bi Hoàng cầu nối cho các bạn gặp nhau. Chúng ta có thể up level của mối quan hệ này lên, trở thành bạn thân, bạn tri kỷ. Thân. Thế bạn gì? Bạn tình. Quá là điều bình thường luôn. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ. Nếu đồng ý thì quay mặt lại với nhau, còn nếu không đồng ý thì có thể quay lưng và đi thẳng. Các bạn sẵn sàng chưa? Được. Ok, xin mời hai bạn chúng ta cùng quay lưng với nhau. Rồi, tách tách nhau ra, rồi ơi. Bao nhiêu lần rồi, tao cần lên hình mà. 10 giây suy nghĩ, đâu. Và chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chẳng em đã say ngay từ lúc anh cười anh. Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mà, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. 4, 3, 2, 1. Xin một câu trả lời. Dạ đúng không? Dạ, anh cất nhầm tuyệt vời. Cái trời chính là không thể tối. Ok, ok, rồi. Bây giờ là tôi không biết là gì ấy, nhưng tôi thấy vui quá vì hai bạn đã đồng ý với nhau. Và lần này thực sự là bạn Nam đã thành công rồi đấy. Và chúc mừng em đã tìm được một nửa của mình và bây giờ yêu nhau rồi, phải đứng cạnh nhau. Đấy, phải đứng, phải ôm cái gì đấy, ôm tay ông đi đâu đấy, tay ông đi chưa ra đấy. Ở trước là bây giờ là một đôi rồi đúng không? Ok. Áo vào xanh chứng kiến cho anh. Anh yêu thế nhưng là cuối cùng. Áo hồng xanh chứng kiến cho anh nhá. Kể cả ngày hôm nay là bạn Lâm bạn mổ tim mình ở đây cũng phải chứng kiến nhá. Là hai bạn ấy đã trở thành một đôi và chúc các bạn sẽ hạnh phúc. Và sau hôm nay thì tôi hy vọng là sẽ có nhiều vết tích kia hơn trên người như là các bạn đã mong muốn. Có muốn nói điều gì với chương trình không? Ăn cơm chó không? Yêu anh không? Bát cơm chó thật nhiều, mặt người xem nhằn nhó, đồ con chó người yêu. Ok, cái này tôi muốn hỏi là đây là freestyle hay là nằm trong bài rap nào sắp tới của các bạn ấy? À, sắp tới em có bài rap nó tên là cơm chó. À được, thế bây giờ có người yêu để đóng MV cùng rồi còn gì nữa đúng không? Tính toán đấy, tính toán đấy. Ok, cảm ơn các bạn nha và chúc các bạn sẽ thật hạnh phúc. Còn bây giờ thì bye bye. Và các bạn ơi, nếu các bạn muốn là nhân vật trải nghiệm thì nhớ nhấn link đăng ký dưới này nhé. Đừng quên like, share, subscribe cho SBIC Entertainment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chupapi moñeño, chupapi moñeño.